Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán con ốc sên. Để làm được sản phẩm này mình cần chuẩn bị đó là giấy thủ công mỏ, bút dạ, kéo cắt và hầu dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt